Trần Hạnh kính chào quý vị. Kể từ thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên cho đến khoảng năm 1000, một nền văn minh Hồi giáo huy hoàng đã phát triển. Tuy lấy tôn giáo làm trọng tâm, nền văn minh này chan chứa thơ ca, màu sắc và tính cách trí thức. Câu chuyện bắt đầu vào năm 610 sau Công Nguyên tại Mecca, một thành phố nhỏ trên bán đảo Ả Rập, nơi Mahomet, một thương gia giàu có, một ngày kia bỗng nhận được một thông điệp từ Thượng Đế, nói là ông phải dâng mình cho Chúa và sáng lập nên một tín ngưỡng mới gọi là Hồi giáo. Và từ đó, như một cơn lốc, người ta tôn vinh Mahomet như là một nhà tiên tri và những tín đồ của ông đã bành trướng ảnh hưởng của Hồi giáo sang các nơi khác. The prophet died in 632. Within 100 years, the Muslim... Nhà tiên tri Mahomet qua đời vào năm 632. Chỉ trong vòng 100 năm, những người Hồi giáo đã chinh phục một vùng rộng lớn, từ Tây Ban Nha ở phía Tây cho đến những vùng nay là Uzbekistan và Pakistan ở phía Đông. Đó quả thực là một cuộc chinh phục chớp nhoáng để tóm thu vùng Trung Đông và xa hơn nữa. Đó là tiến sĩ Hugh Kennedy thuộc Đại học St. Andrews. Có thể nói người Hồi giáo đã thắng thế nhờ thời cơ thuận lợi. Lúc bấy giờ, những vùng chung quanh bán đảo Ả Rập đã kiệt quệ vì chiến tranh, trong khi lực lượng Hồi giáo thì ngày càng trở nên tinh nhuệ hơn với chiến thuật sử dụng lạc đà trên sa mạc. Nhưng quan trọng hơn cả trong việc thôi thúc người Hồi giáo tiến hành cuộc chinh phục này là tôn giáo mới của họ, cũng giáo sư Kennedy. Cuộc chinh phục đã tạo cho vùng này một giai cấp thống trị mới, với một ngôn ngữ và một tôn giáo thống trị mới. Nhưng ảnh hưởng của Hồi giáo đi chậm hơn chiến thắng quân sự nhiều lắm. Theo tôi thì còn cần phải khoảng 2 đến 3 thế kỷ trước khi đa số dân chúng ở những vùng này đổi sang theo Hồi giáo. Nền văn minh phát nguồn từ Hồi giáo này đã thâm nhập nhiều nền văn minh khác trong vùng. Tuy có ảnh hưởng áp đảo, Hồi giáo cũng đã bị các nền văn minh đó thay đổi phần nào. Nên biết, lúc đó cả Do Thái giáo lẫn Kitô giáo đều đã hiện hữu trên bán đảo Ả Rập, cho nên Hồi giáo còn giữ lại nhiều truyền thống của hai tôn giáo đó. Và người Hồi giáo cũng chấp nhận những nhà tiên tri đi trước Mahomet, trong đó có cả Chúa Giê-xu. Thế thì tại sao giáo điều của Mahomet lại chiếm vị trí thượng phong? Tiến sĩ Kennedy. Những người Hồi giáo lý luận rằng Do Thái giáo và Kitô giáo đã phân hủy những giáo lý của Thượng Đế. Cho nên tiên tri Mahomet mới xuất hiện để chu toàn và làm sáng tỏ những lời dạy bảo này, và nhờ vậy làm cho chúng trở nên dễ hiểu hơn. Thông điệp Hồi giáo lúc bấy giờ sở dĩ có sức mạnh là nhờ dựa trên một tin tưởng rất rõ rệt về một Thượng Đế duy nhất, và về Mohammed là một nhà tiên tri duy nhất và là cuối cùng. Hồi giáo đưa ra một viễn tượng rất đơn giản rằng ta phải làm thiện trong cõi đời này, có nghĩa là người giàu phải giúp đỡ người nghèo, và ai ai cũng phải tuân thủ một số giáo điều căn bản của Hồi giáo. Làm như vậy, khi sang thế giới bên kia, thì những kẻ thiện sẽ được lên thiên đường, và những kẻ ác thì xuống địa ngục. Tín đồ Hồi giáo, ngoài việc chấp nhận Thượng Đế và tiên tri Mahomet, họ phải tuân theo một số nghi thức khắt khe trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn như họ phải cầu nguyện 5 lần một ngày, phải dành một phần thu nhập của mình để bố thí cho người nghèo, phải giữ giới luật về ăn chay, và ít nhất là một lần trong đời phải đi hành hương đến Thánh Thành Mecca. Thánh Kinh Koran đóng vai then chốt trong đạo Hồi. Trong khi Do Thái giáo và Kitô giáo xem Thánh Kinh của họ là lời của những tông đồ của Chúa Giê-xu, thì Hồi giáo xem Kinh Koran của họ là lời của chính Thượng Đế. Điều đó có nghĩa là người Hồi cảm thấy bị xúc phạm nếu có ai phê bình Kinh Koran, dù công khai hay là ngấm ngầm. Trong khi đó người Kitô giáo hay là Do Thái giáo thì có thể chấp nhận Thánh Kinh của họ bị đem ra phân tích hay là phê bình. Chính vì vậy mà ngay từ buổi đầu, Hồi giáo đã tỏ ra nghiêm nhặt hơn các tôn giáo đồng thời về những gì mà họ cho là phạm thánh. Thứ hai đó là người Hồi tin Thượng Đế đã truyền lại những lời dạy bằng tiếng Ả Rập cho nhà tiên tri Mahomet qua trung gian thiên thần Gabriel. Ngôn ngữ của Kinh Koran là một vấn đề tế nhị, như Robert Irwin, một sử gia chuyên vào Hồi giáo, cho biết. It really is impossible for somebody who doesn't read Arabic. Quả thật, ai không thạo tiếng Ả Rập thì không thể nào cảm nhận được tác động của Kinh Koran. Trong ngôn ngữ nguyên thủy, Kinh Koran có một giai điệu hùng tráng và những câu chuyện trong đó thường mang nhiều tính giả dụ. Kinh Koran tập hợp đủ thứ tài liệu,
từ luật lệ được tổ tông và những nhà tiên tri tiền bối để lại, đến những bài thơ trừ tà ma ác quỷ. Quả thật, vào thế kỷ thứ bảy trên bán đảo Ả Rập, không có một tác phẩm nào như Kinh Koran trước khi tiên tri Mahomet lên tiếng. In 7th century Arabia, until the prophet began to speak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك khấn cầu Thượng Đế Đại Từ Đại Bi, xin tôn vinh Thượng Đế, Chủ Tể của tất cả sinh linh, Từ Bi Vô Biên, Chủ Tể của Ngày Tận Thế. Chúng con thề một lòng thờ phụng Người, cầu xin Người hãy ra tay cứu rỗi, hãy dẫn chúng con về nẻo chính nơi an hưởng ân huệ của Người. Đừng để chúng con lầm đường lạc lối hay sa ngã vào tay những kẻ sa đọa đã làm cho Người giận dữ. The Quran, as it were, defined Arabic. Có thể nói Kinh Koran đã ấn định tiếng Ả Rập, và tất cả những ai muốn trở thành tín đồ của đạo Hồi đều cảm thấy họ cần phải học tiếng Ả Rập để thấu hiểu Kinh Koran. Nên biết, trước khi bị người Hồi giáo chinh phục vào khoảng những năm 640, thì không ai tại Ai Cập, Syria, Iraq và vùng Bắc Phi nói tiếng Ả Rập. Nhưng rồi tiếng Ả Rập đã đến với họ như là ngôn ngữ thống trị, ngôn ngữ của tầng lớp lãnh đạo, ngôn ngữ của tôn giáo, và nó dần dần đã tiêu diệt các thứ tiếng khác. Chữ viết Ả Rập cũng khá đặc biệt. Giáo sư Robert Hillenbrand thuộc Đại học Edinburgh cho biết những đường cong lạ lướt của lối viết này là một trong số những đặc tính thẩm mỹ tạo hình đặc trưng nhất của văn minh Hồi giáo. The writing is itself beautiful and marks the thing. Ngoài ý nghĩa về tôn giáo, chữ viết Ả Rập còn là một biểu hiện văn hóa. Hình dáng độc đáo của chữ Ả Rập luôn luôn nhắc nhở đến văn minh Hồi giáo. Thật không có một nền văn minh nào sử dụng chữ viết trong nghệ thuật nhiều như là thế giới Hồi giáo cả. Người Hồi viết chữ lên những cái bình, những cái khay, lên khăn bàn, lên nhà cửa, vân vân, không chừa một chỗ nào hết. Tea towels, they write on buildings, they write everywhere. Dù tại những nơi Hồi giáo bành trướng đến, tiếng Ả Rập đã lấn át các ngôn ngữ khác, Hồi giáo vẫn chịu ảnh hưởng của những nền văn hóa bị trị. Chẳng hạn như trước khi bị Hồi giáo tràn ngập, Persia hay Ba Tư mà nay là Iran đã có một nền văn hóa cao và đã để lại một dấu ấn sâu đậm cho nền văn minh Hồi giáo sơ khai. Và dưới sự cai trị của Hồi giáo, tiếng Ba Tư vẫn tiếp tục phát triển. Trong văn minh Hồi giáo, hầu hết các tác phẩm văn chương đều là thi ca, giống như văn học thời tiền Hồi giáo, và các nhà thơ là những nhân vật có địa vị trong xã hội. Sử gia Irwin. I think it's worth remarking how much Arabic literature. Cần phải lưu ý rằng phần lớn văn chương Ả Rập là văn chương của thành thị. Đây là một điều kỳ lạ, vì những thể thơ quan trọng nhất trong thi ca Ả Rập phát xuất từ dân du mục Bedouin sống trong sa mạc. Người Bedouin thích dùng thi ca để diễn tả những trận tấn công bằng lạc đà, những chuyến viễn du băng sa mạc, và để ca tụng những người con gái Bedouin mà thi sĩ đã từng yêu và mất. Nhưng sau vài thế kỷ, thi ca cũng như phần lớn văn chương Ả Rập đều được sáng tác tại thành thị. Tóm lại, đây là một nền văn hóa đô thị. Abbas ibn al-Anaf, một thi sĩ si tình thời đó, đã viết xuống những dòng chữ sau. Ta muốn thành tấm áo, quấn thân em nuột nà, ước em làm khăn lụa mơn trớn bờ vai ta. Ta muốn là giọt mưa rơi vào bờ chén ngọc, em rượu màu sóng sánh, dậy men tình đê mê. Bừng tỉnh trong sa mạc, chỉ mình ta bên nhau, như đôi chim lưu lạc giữa biển cát vạn sầu. Nhưng tiếng Ả Rập không phải chỉ để tỏ tình, mà còn để học Kinh Koran và để đọc bộ Sunna ghi chép lại cuộc đời của nhà tiên tri Mahomet. Văn phạm tiếng Ả Rập thời đó đã trở nên rất tinh vi. Người Hồi đã dùng ngôn ngữ tinh tế này để ghi chép lịch sử và thẩm định tính chuẩn xác của thông tin.
họ cũng chú tâm tìm tòi về tộc phả của các bộ lạc tham gia vào cuộc chinh phục của Hồi giáo, và từ đó họ đã hệ thống hóa gia phả học. Giới trí thức Hồi giáo đã học hỏi văn minh cổ Hy Lạp, cũng như những nền văn minh khác đã bị họ chinh phục, để phát huy kiến thức của họ thêm nữa. Và cách truyền dạy những kiến thức này tại các trường học Hồi giáo đã trở thành một trong những yếu tố thống nhất văn minh Hồi giáo. Như giáo sư Roy Motahade thuộc Đại học Harvard giải thích, private education turned very gradually through the development. Giáo dục Hồi giáo dần dần biến từ việc dạy riêng từng người thành dạy chung cho nhiều người trong một loại trường học gọi là madrasa, được dựng nên với món tiền công đức của tín đồ Hồi giáo. Mục tiêu chính của các trường này là dạy luật Hồi giáo. Có lẽ đó là yếu tố thống nhất quan trọng nhất của văn hóa Hồi giáo, tuy các trường này còn dạy thêm nhiều môn học nữa, tỉ như luân lý và y học. Nhưng nhiệm vụ chính của các trường này là dạy luật, và khi các trường này bắt đầu lan tràn ra khắp thế giới Hồi giáo kể từ thế kỷ thứ 11, thì học trình và sách giáo khoa của họ đã trở nên khá đồng nhất. Nhờ vậy mà các học giả Hồi giáo có thể đi đến khắp nơi trên thế giới Hồi giáo mà học vị của họ vẫn được công nhận để đảm nhận các chức vụ trong chính quyền hay là trong lĩnh vực văn hóa. Một nền giáo dục phổ cập như vậy là một phát triển rất văn minh. Luật Hồi giáo là trung tâm của nền văn hóa vì nó là mắt xích nối với tôn giáo. Nhưng luật này cũng rất thực tế với những quy luật để áp dụng cho mọi khía cạnh của cuộc sống. Do đó, những học giả trong đạo cũng biết nhiều về thương mại. Theo tiến sĩ Hugh Kennedy, chuyện đó không có gì là lạ. The Prophet Muhammad himself had been a merchant. He traveled to Syria in search of commerce. Chính tiên tri Muhammad vốn là một nhà buôn. Từ đó ta có thể hiểu được phần nào nhân sinh quan của những người Hồi giáo sau này. Ít nhất là trong một vài lĩnh vực của Kitô giáo, người ta xem thương mại và tôn giáo là đối nghịch, vì việc kiếm tiền không thể nào thích hợp với cuộc sống tâm linh. Nhưng Hồi giáo thì nghĩ khác. Phần lớn những giáo sĩ học giả Hồi giáo đều xuất thân từ thành phần thương gia. Thành ra là một nhà buôn mà làm ăn khá giả và lương thiện thì cũng có thể trở thành một tín đồ Hồi giáo ngoan đạo. Hậu quả của điều này là một luật lệ về buôn bán rất hữu ích cho việc phát triển thương mại trong thế giới Hồi giáo. Đó là cho phép hùn hạp thụ động, tức là có thể góp vốn để làm ăn chia lãi, nhưng không ra mặt hay trực tiếp quản lý các hoạt động đầu tư. Cách thức này đã được các dân tộc khác tiếp thu, tỉ như người Do Thái thời Trung Cổ sống trong thế giới Hồi giáo, hay là người Armenia mà vào thế kỷ thứ 17 đã buôn bán khắp nơi từ Ấn Độ cho đến Amsterdam ở Hà Lan. Họ thường viết ra những hợp đồng dựa trên luật thương mại của Hồi giáo. Y học Hồi giáo thời đó cũng đã tiến xa. Điển hình là mãi cho đến thời hiện đại châu Âu thì mới có những tiến bộ hơn việc dùng thuốc và điều trị các bệnh về mắt của người Hồi giáo. Thế giới Hồi giáo bây giờ cũng đã phát minh ra các dụng cụ giải phẫu tinh vi đến độ mà châu Âu hoàn toàn chưa biết đến. Và hệ thống bệnh viện của Hồi giáo thì không nơi nào sánh nổi. Tiến sĩ Lawrence Conrad thuộc Học viện Wellcome về Y sử cho biết. These had begun to emerge in the Islamic world in the 8th and 9th century. Vào khoảng thế kỷ thứ 8 và 9, những bệnh viện Hồi giáo bắt đầu xuất hiện. Chắc chắn là vào thế kỷ thứ 12 đến 14, những cơ sở này đã trở nên rất bề thế và có tổ chức, tức là có những khu dành riêng cho bệnh nhân nam nữ, cho các bệnh khác nhau. Nhiều bệnh viện có cả nhà bếp, đền thờ Hồi giáo, thư viện. Vài nơi có cả những khu vườn lớn với hồ nhân tạo và vòi nước phun phun, để cho bệnh nhân cũng như nhân viên có nơi thư giãn. Họ còn có một hệ thống hành chính khá hiện đại để giải quyết các chi thu và lưu trữ hồ sơ bệnh nhân với đầy đủ các dữ kiện. Nào tên tuổi, nào bệnh trạng, nào thuốc men trị liệu. Thuốc men được cung ứng và phân phát ra sao? Nói chung, Hồi giáo đã cống hiến nhiều tiến bộ quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tuy trong y học, luật học và triết học, việc học hỏi qua sách vở là quan trọng, nhưng người Hồi giáo không chỉ học theo lối từ chương. Sử gia Irwin. Even in quite highly literate circles, ngay trong giới học giả Trung Đông, văn hóa khẩu truyền chiếm ưu thế so với văn hóa sách vở. Tỷ dụ, như để quảng bá tác phẩm của mình, một tác giả Hồi giáo thường tìm một chỗ công cộng nào đó và đứng lên đọc cho đám đông tụ tập nghe. Kiến thức cũng được lưu truyền qua cửa miệng. Thí dụ nổi bật nhất là cuốn Hadith, gồm những lời dạy của nhà tiên tri.
Người Hồi giáo xem những lời dạy này sẽ không được truyền lại một cách đúng đắn qua chữ viết trên giấy má, mà phải được thầy già giảng cho thầy trẻ nghe. Và cứ thế, thế hệ này truyền lời khôn cho thế hệ khác. Văn chương truyền khẩu đòi hỏi người có học phải ngao du, và người Hồi giáo đã đi khắp nơi vì lý do tôn giáo và thương mại. Họ rất chuộng đồ dệt và họ sẵn sàng đi đến chân trời góc bể để buôn bán vải vóc quý hiếm. Hàng dệt đã chi phối toàn bộ nền văn minh Hồi giáo Trung Cổ. Vải vóc là sản phẩm thương mại chính và nó cũng là khuôn thước để đo lường giá trị cũng như để khoe khoang của cải. Người Hồi giáo đã dùng vải vóc như là tiền tệ hay là để trang trí các công trình kiến trúc. Vào lúc này, đền đài dinh thự Hồi giáo là nơi để biểu hiện những kỹ năng siêu việt của các nghệ nhân đến từ các vùng khác nhau trong thế giới Hồi giáo. Một thí dụ huy hoàng là đền Taj Mahal được xây vào thế kỷ thứ 17. Đó là một ngôi mộ hùng vĩ tráng lệ mà một vị hoàng đế Ấn Độ đã xây cho người vợ quá cố của ông. Giáo sư Francis Robinson thuộc Đại học London cho biết. The person who designed the dome, for instance, người thiết kế cái vòm chính của đền Taj Mahal thì đến từ đế quốc Ottoman, còn người thiết kế cái cột nhọn trên các vòm đến từ Bukhara ở Trung Á. Kiến trúc sư là người Iran đến từ Shiraz, các đóng góp khác thì đến từ Ấn Độ. Hầu hết các trang trí đá khảm đẹp đẽ là công trình của những nghệ nhân ở Multan, các thiết kế khu vườn đến từ Kashmir. Thành ra ngôi đền Taj Mahal theo một nghĩa nào đó là một thành quả vĩ đại của sự hợp tác giữa các nghệ nhân ở bên trong nước Ấn với các nghệ nhân từ nhiều khu vực khác nhau ở miền đông thế giới Hồi giáo. Trong việc trang trí những công trình kiến trúc công phu như vậy, người Hồi giáo thường dùng những màu sắc rực rỡ, tỉ như màu xanh nước biển đậm của các tấm ngói lát trên các đền thờ và lâu đài của họ. Thảm len Hồi giáo cũng nổi tiếng là có mẫu mực phức tạp và đầy màu sắc rực rỡ. Nhiều tấm trông giống như một cây vườn. Cái tư duy mỹ thuật đó từ đâu ra? Giáo sư Robert Hillenbrand. If you think where carpets come from, they're basically made by poor people. Ta nên biết là nghệ nhân dệt thảm thường là những người thuộc thành phần nghèo túng, lang bạt kỳ hồ, như du mục trong sa mạc. Có lúc họ sống trong những túp lều tạm bợ, mà bên trong thường không có bàn ghế giường tủ gì cả. Gia tài sự sản của họ chỉ là những cuộn len màu hay những tấm vải, tấm bạt mà họ dùng để trang trí, cũng như để làm những tấm màn ngăn lều. Trong kiếp sống phiêu bạt đó, họ muốn sống bên cạnh những hình ảnh tươi mát, tượng trưng cho ổn định, phồn vinh. Đó chính là những tấm thảm rực rỡ. Đối với họ, đó là những mảnh vườn mà họ có thể cuốn lại để chất lên lưng lạc đà khi họ nhổ lều ra đi. Và quả thật, nhiều tấm thảm lớn được thiết kế như là một cái vườn, tức là cũng được chia ra làm tư, với các bụi bờ, lùm cây, hoa quả, hồ nước. Đó là những cái vườn được thêu dệt tỉ mỉ với cây kim lũ chỉ. With trees, with flowers, with pools. And that can't be accident. It's a woven garden. Dĩ nhiên, tư duy về nghệ thuật cảnh quan còn được biểu hiện qua vườn tược thật sự. Trong một vùng khô cằn và bụi bặm, người Hồi giáo xem trọng chuyện thiết kế vườn. Và mẫu vườn kiểu Ba Tư đã có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Vườn của người Hồi không chỉ để cho mát mắt, mà còn để đáp ứng một nhu cầu tâm linh. Giáo sư David Morgan. The tradition was that you would build a wall around your garden. Cái thiết kế truyền thống của họ đó đòi hỏi phải xây một cái bức tường bao quanh khu vườn, và bên trong khu vườn đó là phải có nước chảy này, cây cối, hoa quả vân vân. Điều đáng chú ý nhất là họ muốn tạo nên một cái sự tương phản tuyệt đối để từ sa mạc nóng bỏng gió bụi bên ngoài, ta có thể bước vào một nơi yên tĩnh, có bóng râm gió mát. Và cái từ ngữ mà người Ba Tư đã dùng để mô tả một ngôi vườn như vậy đó, thì qua trung gian của văn minh Hy Lạp đã du nhập vào các thứ tiếng khác của Âu Châu, đó là chữ paradise. Is the word which has found its way through Greek into European languages as paradise. Paradise dịch ra tiếng Việt là thiên đường. Như người Do Thái giáo và Kitô giáo, người Hồi giáo cũng muốn biến nội thất đền đài của họ thành biểu tượng của thiên đường. Giáo sư Hillenbrand. Paradise is a very concrete idea. It's described. Đối với người Hồi giáo, thiên đường là một khái niệm rất cụ thể. Kinh Koran mô tả đó là một khu vườn xinh đẹp, nơi mà có nước chảy tràn trề, có trăm hoa ngàn trái và nhan nhản trinh nữ tuyệt trần.
Ý tưởng thiên đường như một khu vườn kín đáo xinh đẹp, nơi mà những con chiên ngoan đạo có thể hưởng thụ không thiếu một lạc thú nào, quả là một hình ảnh vô cùng mê hoặc. It's a very potent, striking image. Không biết đàn bà ngoan đạo Hồi giáo thì có cho là xem hoa với trinh nữ bên dòng nước róc rách là một lạc thú hay không. Nhưng chắc chắn là Hồi giáo một thời đã biểu hiện được một cực điểm của văn minh, về vật chất cũng như về tâm linh.